Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ hai ngày 8 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 không sửa điều lệ Đảng là một điều lạ lùng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những dàn tân ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13 với 10 trường hợp đặc biệt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử và có nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Đại hội thông báo không sửa điều lệ của Đảng. Từ Hà Nội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao và khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore đã nêu ra quan điểm của mình như sau. Đại hội 13 bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư khóa 3 liên tiếp. Theo tôi là trái điều lệ Đảng năm 2011, tức là điều số 17. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc tại đại hội lần thứ 13 vừa qua. Tại đại hội, 100% đại biểu biểu quyết thông qua việc giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử và nhất trí không sửa điều lệ. Bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư khóa 3 liên tiếp sẽ không trái điều lệ nếu điều 17 được sửa. Làm trái điều lệ là việc làm sai phạm căn bản, không thể nói khác được. Còn từ Sài Gòn, luật sư Đặng Đình Mạnh, trưởng văn phòng luật sư cùng tên nói với như sau. Do Đảng Cộng sản là chính đảng duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện đối với đất nước, cho nên công chúng đặt sự chú ý nhiều đến điều lệ của Đảng, bao gồm các quy tắc là phần cứng, không được phép vi phạm. Điều 17. Trong điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định một người không được giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Trong thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 trong hoàn cảnh không hề có sửa đổi điều lệ Đảng là điều khá lạ lùng và không nên khuyến khích. Vì lẽ một điều của điều lệ Đảng có tính cưỡng hành bị vô hiệu hóa thì liệu những điều khác còn lại có thể còn được đảm bảo thi hành hay không? Rõ ràng điều này sẽ hạ thấp vị thế của điều lệ Đảng trong đảng viên và cả trong nhân dân, đồng thời tạo thành những tiền lệ không mong muốn về sau này. Khi được hỏi vì sao đại hội không sửa điều lệ Đảng, liệu có nguyên nhân khách quan, chủ quan nào dẫn đến quyết định này, các nhà quan sát trả lời như sau. Đại hội 13 không nêu lý do không sửa điều lệ, điều số 14 trong điều lệ của Đảng năm 2011, cho nên không thể suy diễn được, đấy là sự kiện, ông Hà Hoàng Hợp đã nói như vậy. Còn luật sư Đặng Đình Mạnh thì đáp, tôi không rõ nguyên nhân của việc không sửa điều lệ Đảng, nhưng với góc độ là một luật sư, tôi cũng rất mong có sự giải thích thỏa đáng về việc này. Đây là hình ảnh toàn cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Ông Phạm Minh Chính được cho là một điểm nhấn đáng chú ý về nhân sự của Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết. Trước câu hỏi có thể cảm nhận điểm nhấn hay có sự chú ý nào không thấy được thông qua dàn nhân sự mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được bố trí, tái phối hợp và bố trí trong các thành ngành quyền lực của Đảng và chính quyền hậu Đại hội 13, các ý kiến nói như sau. Mọi phân công nhân sự trong và sau Đại hội 13 sẽ được triển khai sau Tết âm lịch Tân Sửu cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm 2021, khi có cuộc họp của Quốc hội cho việc đó dựa trên giới thiệu nhân sự chủ chốt và các nhân sự khác được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và Ban chấp hành Trung ương khóa 13 là sau đại hội thông qua bằng bỏ phiếu, ông Hà Hoàng Hợp đã nói như vậy. 7 ông bộ trưởng không tái cử khóa 13 thì sẽ được thay thế bằng 7 người mới là ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13, trong đó có các vị Bộ trưởng Quốc phòng là quan trọng. Các bộ trưởng đương nhiệm nếu trúng cử vào Bộ Chính trị hoặc sẽ làm đủ 2 khóa liên tiếp thì sẽ chuyển đi vị trí công tác. Đại hội 13 được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá là thành công rất tốt đẹp, nên chắc chắn ở đó có bao hàm rằng nhân sự của họ hy vọng sẽ đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, văn hóa cũng như xã hội. Người dân sẽ kiểm chứng hy vọng đó trong thực tế tới đây. Ông Đặng Đình Mạnh từ góc nhìn của mình đã nêu quan điểm như sau. Điểm nhấn và làn số về nhân sự đáng chú ý theo tôi là ông Phạm Minh Chính, người được cho rằng sẽ kế nhiệm chức vụ Thủ tướng. Có lẽ vì ông Chính từng tham qua nhiều chức vụ quan trọng trong lực lượng công an, trong tổ chức đảng nhưng lại chưa từng giữ chức vụ nào trong chính phủ cả. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, được dự báo là sẽ nắm chức Thủ tướng Chính phủ. Đó là điểm mà công chúng có thể ít nhiều lo lắng. Tuy nhiên, với phương pháp làm việc tập thể thì có thể các cộng sự của ông ấy cũng sẽ giúp khắc phục được thiếu sót về kinh nghiệm. Điều kiện chính trị chưa cho phép người dân thực hiện quyền tự do bầu cử đúng nghĩa, cho nên tôi chỉ có thể nói rằng mình hy vọng về điều ấy.
Trước câu hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vừa đánh dấu 91 năm ngày thành lập Đảng, có thể nói gì về Đảng Cộng sản Việt Nam, tương lai tiền đồ tổ chức chính trị này cũng như về nền chính trị Việt Nam trong tương lai? Các nhà quan sát đáp như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn duy trì vai trò cầm quyền lâu dài, theo cụm từ trong khẩu hiệu của Đảng Cộng sản lụa rằng muôn năm, ông Hoàng Hợp đã nói. 91 năm qua, bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một số thay đổi. Luật về Đảng là một vấn đề đã được đặt ra từ năm 2009. Đến nay, Quốc hội Việt Nam chưa bàn cụ thể. Sớm hay muộn thì theo tôi, Việt Nam sẽ có thực hành đa nguyên chính trị. Ở đó, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tương tác chính trị với các đảng phái khác, góp phần mang lại sự phồn vinh cho dân chủ, cho Việt Nam. Về phần mình, ông Đặng Đình Mạnh đã nói như sau. Hiện tại, Việt Nam vẫn là một quốc gia kém phát triển. Cuộc sống của người dân vẫn rất khó khăn, kể cả vật chất lẫn tinh thần, bao gồm thực thi các quyền tự do của công dân theo hiến pháp. Do đó, tôi vẫn rất kỳ vọng có một sự thay đổi lớn về quan điểm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì lẽ, với vai trò lãnh đạo toàn diện thì họ cũng đang nắm giữ vận mệnh của đất nước này. Sự thay đổi theo hướng hòa hợp, hòa giải dân tộc, chấp nhận sự khác biệt quan điểm chính trị, vận dụng các giá trị vốn là thành quả của loài người về quản lý, điều hành đất nước, v.v. để có thể tập hợp, thống nhất mọi nguồn lực của người dân và công tác chấn hưng và đối phó với các thách thức về chủ quyền đất nước. Nhưng qua kỳ đại hội lần thứ 13 vừa bế mạc, tôi biết rằng sự kỳ vọng của mình còn phải chờ đợi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên của đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu trong phiên họp chủ bị ngày 25 tháng 1. Trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội, có nhiều ý kiến chỉ trích việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục tham gia chính trường dù tuổi đã quá, sức khỏe yếu kém và không đủ tiêu chuẩn tái cử theo chính luật của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định. Một số độc giả bình luận trên fanpage của Đài Á Châu Tự Do như sau. Vừa đá bóng, vừa thổi còi thì chịu rồi, dân Việt thấp cổ bé họng, chưa kịp nêu ý kiến chính đáng đã bị bế đi rồi. Thử hỏi một đất nước mà tiếng nói của người dân không có tác dụng thì lấy đâu ra tự do, công bằng, dân chủ và văn minh. Những từ ấy chắc chỉ có trên TV mà thôi, độc giả tên là Triệu Tú Long chia sẻ. Còn một người khác thì nói rằng, nói một đằng là một nẻo, lời nói không đi đôi với việc làm, thì đất nước cũng vì vậy mà nghiêng ngả theo, độc giả Huỳnh Văn Thành. Chỉ thị số 51 CTTV do Nguyễn Phú Trọng ký ban hành hồi tháng 1 năm 2016 có quy định không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội đã nói với đài FA rằng, trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, người dân rất dễ vào rằng đào lại các phát biểu và phát ngôn của các lãnh đạo. Từ đó đối chiếu với các việc họ đã làm như sau. Thực ra mà nói thì Đảng Cộng sản người ta có quyền lực trong tay thì những điều lệ hay nguyên tắc có thể thay đổi. Có điều trong thời buổi thông tin rộng mở như hiện nay thì người ta sẽ không che giấu được những lời hôm trước nói thế này, ngày mai lại làm thế khác. Đây là hình ảnh sau lần đột quỵ tại Kiên Giang hồi tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững hoặc phải có người dìu hoặc người đỡ. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đã bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân rằng cái quy định giới hạn nhiệm kỳ nhằm mục đích hạn chế tham nhũng quyền lực, một người nắm quyền 10 năm đã là quá đủ. Ông nói, hai nhiệm kỳ 10 năm là quá đủ thời gian để thi thố tài năng, vất kiệt sáng tạo và sinh lực để cống hiến. Sau hai nhiệm kỳ chỉ còn lại lối mòn và trì trệ. Đất nước 100 triệu người dân trùng điệp những người tài mà không cần ngoại lệ. Ngay trong toàn đảng với hơn 5 triệu 100 ngàn đảng viên cũng có nhiều người tài mà không cần đến ngoại lệ. Ngay chính những trường hợp ngoại lệ cũng có thể không cần đến ngoại lệ, miễn là tranh cử tự do. Không ai là ngoại lệ, bậc cái thế càng không cần ngoại lệ. Quy luật của vũ trụ cũng không có ngoại lệ. Điều mong đợi là sự sáng suốt và sự dũng cảm của các đại biểu Quốc hội khóa 13. Cờ đến tay ai thì người đấy phất. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, giải pháp buộc phải thay đổi điều lệ đảng có thể được ở lại cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng là một người có trình độ kém cỏi, thất bại trong giải pháp bố trí nhân sự. Ông nói, việc phải thay đổi, sửa đổi điều lệ đảng để ông ấy ở lại làm thêm một nhiệm kỳ nữa, theo tôi, đó là một giải pháp kém. Cách làm của ông ấy chỉ có muốn dùng quyền để bố trí người này, người nọ, chứ không dùng phương pháp để tranh cử, chọn người tài.
Vì thế, ông Trọng chỉ loay hoay đi tìm những người xung quanh ông ấy như là Trần Quốc Vượng hoặc Phạm Minh Chính, người mà ông Trọng thích thì Trung ương lại không vừa lòng. Như thế thì không được, nên buộc lòng ông Nguyễn Phú Trọng phải giở một thủ đoạn hèn kém là sẽ ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Mà muốn ở lại thì phải thay đổi điều lệ đảng. Tôi cho là quá dở. Một người có trình độ thông minh, một người tử tế, tôn trọng lẽ phải thì không nên làm như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 2 năm 2021 với bản tin Đại hội 13 không sửa điều lệ đảng là một điều lạ lùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.